One Audio F2, tai nghe không dây đến từ hãng tai nghe DJ bán chạy nhất trên Amazon. Chất âm 2 chuẩn DJ với nhịp bass sống động, pin lên đến 40 tiếng, sạc một lần đủ nghe cả tuần. Hàng chính hãng bảo hành 12 tháng, mã giảm giá 50k, dành riêng cho người xem hiểu rõ trong 5 phút khi các bạn nhấn vào đường link bên dưới. Xin chào các bạn. Giữa làn sóng nghi ngờ ngày càng cao về kế hoạch tấn công vào giải Gaza của Israel, trả lời phỏng vấn với Russia 24 hôm 20 tháng 10, ông Ben Zervi, đại sứ Israel tại Nga, đã khẳng định quyết định đã được đưa ra và chúng tôi không loại trừ khả năng sẽ tiến hành một chiến dịch trên bộ. Ông Ben Zervi lưu ý rằng Israel đã tuyên bố tình trạng chiến tranh với tất cả các loại hoạt động, bao gồm cả hoạt động trên không, trên biển và trên bộ. Đại sứ Israel tại Moscow nói thêm, Israel đang tìm cách phá hủy tất cả các công trình của nhóm Hamas tại giải Gaza, đồng thời cũng muốn giải thoát các con tin bị lực lượng này bắt giữ và không thể làm điều đó nếu không dùng đến chiến dịch trên bộ. Bình luận của ông được đưa ra chỉ một ngày sau khi Bộ trưởng Kinh tế Israel Nir Barkes nói với ABC News rằng chính phủ đã bật đèn xanh cho quân đội bắt đầu cuộc tấn công. Chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để đưa các con tin của mình sống sót trở về. Ông Nir Barkes nhấn mạnh rằng tiêu diệt Hamas là ưu tiên hàng đầu và cuối cùng, ngay cả khi phải mất một năm. Kể từ giai đoạn đầu leo thang, Israel cảnh báo sẽ tiến hành một chiến dịch trên bộ ở Gaza. Tuần trước, quân đội Israel cho biết họ đã sẵn sàng mở rộng cuộc tấn công, bao gồm cả việc thông qua một chiến dịch trên bộ rộng rãi. Tuy nhiên, người phát ngôn của quân đội Israel, Trung tướng Richard Head, nói với các nhà báo rằng quân đội nước này có thể thực hiện một hành động khác. Trong khi truyền thông phương Tây lên các bài viết về việc Washington đang cố gắng kìm hãm cuộc tấn công của Israel. Tuy vậy, nếu cuộc tấn công không được tiến hành, mọi thứ sẽ không bao giờ thay đổi với Tel Aviv và Hamas. Những điều này làm dấy lên mối lo ngại rộng rãi. Liên minh châu Phi và Liên đoàn Ả Rập đều kêu gọi Israel chấm dứt chiến sự. Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah el-Sisi và vua Abdullah của Jordan đưa ra lời kêu gọi tương tự, đồng thời cảnh báo về một thảm họa tiềm tàng trong khu vực. Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định hoạt động trên bộ sẽ rất khó khăn và gây ra hậu quả nghiêm trọng cho tất cả các bên, khi số dân thường thiệt mạng có thể sẽ rất lớn. Hãng tin Al Jazeera lớn nhất Trung Đông cho rằng, để sẵn sàng tấn công, quân đội Israel trải qua nhiều bước như lên kế hoạch, trang bị, triển khai và cung cấp hậu cần, và việc này cần một thời gian. Israel đang nỗ lực đảm bảo nguồn cung cấp quân sự quan trọng để duy trì chiến dịch có thể kéo dài hàng tuần hoặc hàng tháng, như kho bom cho lực lượng không quân cần được bổ sung trước bất kỳ cuộc tấn công mới nào. Tình hình dự trữ và tiếp tế sẽ không bao giờ là lý tưởng, nên quân đội Israel được huấn luyện để tiếp nhận thời điểm đủ để hành động mà không trì hoãn quá nhiều. Quân đội Israel có lẽ đã gần đạt đến trạng thái sẵn sàng hoạt động cho phép nước này tiến hành một cuộc tấn công toàn diện vào Gaza, có thể là vài ngày nữa. Ngoài ra, các công tác bổ sung khả năng chiến đấu cũng đang được tiến hành. Đơn giản như việc hàng loạt xe tăng chủ lực Merkava của Israel được hàn tấm giáp lồng trên nóc tháp pháo để đối phó với mối đe dọa từ UAV Hamas. Điều này tương tự như những chiếc xe tăng Nga trên chiến trường Ukraine vốn bị truyền thông phương Tây chê cười, nhưng cho đến nay, đó là cách đơn giản nhất để tăng khả năng bảo vệ cho các xe tăng trước UAV. UAV cỡ nhỏ mang chất nổ là mối đe dọa ngày càng lớn đối với lực lượng tăng thiết giáp trong những xung đột hiện đại. Các phương tiện bay cỡ nhỏ với giá vài nghìn đô có khả năng thả đạn cối, đầu đạn nổ lõm chống tăng để vô hiệu hóa hoặc phá hủy những xe tăng chủ lực có giá hàng triệu đô la. Thống kê dựa theo video trên mạng xã hội cho thấy, Tel Aviv có thể đã mất 6 xe tăng Merkava và 17 xe thiết giáp chở quân ngay trong ngày đầu xung đột với Hamas. Trong đó, ít nhất 2 xe tăng Merkava Mark 4M hiện đại nhất của Israel đã bị phá hủy bằng UAV. Ngoài động thái lắp ráp lồng, được quân đội Israel thực hiện là vô cùng cần thiết dựa trên kinh nghiệm chiến trường của Nga. Ngoài ra, bổ sung giáp lồng có thể hạn chế nguy cơ đầu đạn chống tăng xuyên thủng nóc tháp pháo xe tăng Merkava. Và còn rất nhiều các cải tiến khác nhằm tránh thương vong, ví dụ như việc Hamas cũng bắn hạ tới 4 chiếc trực thăng của Israel ngay trong ngày đầu tiên chiến sự. Một yếu tố khác ảnh hưởng đến quyết định thời điểm tấn công là việc thu thập thông tin tình báo về các địa điểm giam giữ con tin. Hiện Hamas đã bắt giữ khoảng 200 đến 300 con tin, bao gồm người Israel và công dân nước ngoài. Cơ quan tình báo Israel hy vọng sẽ thu thập được càng nhiều thông tin càng tốt, nhưng họ biết rằng họ không thể có đủ thời gian như mong muốn. Trong khi đó, các binh sĩ Israel đã được ghi nhận tiếp tục được huấn luyện tại thao trường giống bản sao thu nhỏ của giải Gaza. Theo Sky News, nhằm chuẩn bị cho chiến dịch, một số đơn vị Israel đã được huấn luyện tại thao trường của một căn cứ quân sự ở miền nam Israel. Điều đặc biệt là thao trường này xây dựng giống thành phố Gaza thu nhỏ, với các bức tranh tường vẽ cờ Palestine và khẩu hiệu bằng tiếng Ả Rập. Sky News không cho biết tên của căn cứ, song dựa trên các hình ảnh được công bố, giới chuyên gia nhận định đây là thao trường Baladia, nghĩa là thành phố theo tiếng Ả Rập, thuộc căn cứ Jalim ở phía đông giải Gaza. Thao trường này được Mỹ giúp Israel xây dựng vào năm 2005 để dùng làm nơi huấn luyện tác chiến đô thị cho binh sĩ, chuẩn bị cho nguy cơ xảy ra giao tranh quy mô lớn. Tác chiến đô thị là một trong các hình thức giao tranh khốc liệt nhất. Mỗi tòa nhà đều có thể chứa đầy bẫy mìn, mỗi con hẻm đều có thể là điểm phục kích. Binh sĩ có thể bị lính bắn tỉa đối phương hạ gục từ những vị trí không ngờ tới. Jack Walling,
Chuyên gia tại Viện Nghiên cứu Quốc phòng và An ninh Hoàng gia Anh OUSI nhận định, bộ binh Israel nếu tiến vào dải Gaza sẽ phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, bởi khu vực này có địa hình đô thị chật hẹp, nhiều dân thường và hạ tầng yếu. Được biết, một trong những đơn vị được huấn luyện ở đây là lữ đoàn Givati, lực lượng nhiều khả năng đóng vai trò tiên phong nếu Israel mở chiến dịch tấn công trên bộ vào dải Gaza. Một binh sĩ của lữ đoàn nói họ đã sẵn sàng để tấn công mục tiêu được giao. Trong khi đó, hôm ngày 19 tháng 10, đích thân Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant nói với binh lính gần Gaza rằng lệnh tiến quân vào vùng đất do Hamas kiểm soát sẽ đến sớm. Bây giờ, bạn nhìn thấy Gaza từ xa, bạn sẽ sớm nhìn thấy nó từ bên trong. Ông Gallant nói với các binh sĩ của lữ đoàn Givati, mệnh lệnh sẽ đến. Được biết, đây đều là quan điểm chung của giới chức cấp cao Israel. Họ luôn đề cập đến triển vọng về một chiến dịch trên bộ quy mô lớn sắp xảy ra và dự đoán rằng cuộc giao tranh sẽ diễn ra khó khăn, lâu dài và khốc liệt, nhưng cuối cùng vẫn giành chiến thắng. Bản thân Thủ tướng Benjamin Netanyahu cũng đã đến thăm tiền tuyến và nói với nhóm binh sĩ Golani rằng Israel đang trên đường tiến tới một chiến thắng lớn. Chúng ta sẽ giành chiến thắng bằng tất cả sức mạnh của mình. Ông Netanyahu nói với nhóm binh sĩ, toàn bộ Israel đứng sau các bạn và chúng ta sẽ tấn công mạnh mẽ để có thể giành được chiến thắng. Người đứng đầu Bộ Tư lệnh miền Nam quân đội Israel, Thiếu tướng Yaron Fenkelman cho biết cuộc tấn công trên bộ dự kiến sẽ kéo dài và dữ dội. Giờ đây, chiến dịch sẽ đưa cuộc giao tranh sang lãnh thổ của họ. Chúng ta sẽ đánh bại họ trên lãnh thổ của họ, ông nói. Nó sẽ khó khăn, lâu dài và căng thẳng. Tuần qua, Israel đã kêu gọi tất cả người dân ở phía Bắc Gaza, khoảng 1 triệu người sơ tán đến trung tâm và phía Nam dải Gaza trước khi chuẩn bị tăng cường các hoạt động ở phía Bắc khu vực này. Israel đã huy động 360.000 quân dự bị sau vụ tấn công bất ngờ hôm ngày 7 tháng 10 của Hamas và tuyên bố sẽ xóa sổ Hamas. Bộ trưởng Quốc phòng Israel Gallant cũng nhấn mạnh với các binh sĩ trên tuyến rằng trước hết, chúng ta tập trung vào đánh bại Hamas. Tôi đã chỉ huy binh lính tham chiến 45 năm qua. Tôi chịu trách nhiệm về an ninh và vẫn làm công việc này 2 tuần qua. Ngay cả trong những thời khắc khó khăn, tôi chịu trách nhiệm để Israel đến chiến thắng. Ông Gallant lưu ý, lực lượng phòng vệ Israel đang chuẩn bị cho cuộc giao tranh kéo dài với kẻ thù không chỉ là Hamas, mà là cả mối đe dọa từ Hezbollah ở biên giới Liban. Hezbollah đang cố thách thức nhà nước Israel. Sức mạnh của toàn bộ quân đội Israel nằm trong tay của chúng ta. Chúng ta phải cảnh giác và nếu Hezbollah muốn bắt đầu cuộc tấn công, trước hết họ hãy nhìn vào hình ảnh Gaza. Dù Hezbollah cảnh báo Israel rằng lực lượng này mạnh hơn hàng nghìn lần so với trước. Ngoài ra, việc Mỹ cùng các nước phương Tây gửi các hạm đội, máy bay tới xung quanh Israel chắc chắn sẽ giúp Tel Aviv trợ chiến rất nhiều. Đầu tiên, Israel sẽ có các tin tức trinh sát cụ thể và chính xác hơn. Thứ hai, sẽ khiến những cái đầu nóng của các quốc gia Hồi giáo láng giềng phải suy nghĩ nếu muốn tấn công Israel khi Israel mở chiến dịch vào dải Gaza. Và về cơ bản, cuộc tấn công vào dải Gaza của Israel bây giờ mới thực sự đáng sợ khi vượt qua sự thù hận ban đầu khi muốn ồ ạt tấn công. Mới đây, Tel Aviv đang thực sự tính toán các bước đi chắc chắn sẽ nhổ bỏ cái gai cuối cùng trong mắt là Hamas ở dải Gaza. Trong khi ở khu bờ Tây, thực sự Israel đã kiểm soát được khu vực này và tận dụng tình hình chiến sự, họ lại càng siết chặt hơn, gọng sắt tại đây. Bờ Tây là địa bàn phức tạp gồm các thành phố trên sườn đồi. Nó xen kẽ với các khu định cư của người Israel và nhiều trạm kiểm soát chia cắt các cộng đồng người Palestine. Israel kiểm soát về mặt an ninh, lãnh thổ từ năm 1967 và đã chia thành các khu vực lớn để kiểm soát. Bên cạnh đó, có những khu vực nhỏ mà người Palestine có toàn quyền kiểm soát và các khu vực mà người Palestine và lực lượng Israel phân chia nhiệm vụ quân sự và an ninh. Cho đến nay, hơn 70 người Palestine thiệt mạng trong các vụ bạo lực ở bờ Tây kể từ ngày 7 tháng 10. Trong khi đó, Israel đã bắt giữ hơn 800 người bạo loạn. Và dù tình hình này gây thách thức với Israel, nhưng quân đội Israel cho biết lực lượng của họ đang được đặt ở mức cảnh giác cao độ và chuẩn bị cho nguy cơ xảy ra các cuộc tấn công. Cảm ơn các bạn đã đón xem video. Nếu thấy video hay và thú vị, đừng quên nhấn like và đăng ký để ủng hộ đội ngũ kênh. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.